Mình cùng đi dạo một cái công viên khá đẹp phải không Thái Nguyễn? Đúng rồi, đây là cái công viên bờ sông của dự án GS Nhà Bè đấy anh Sửu. Trời ơi, lần đầu tiên Phước Sửu thấy một cái dự án mà có một cảnh quan khá đẹp như vậy phải không Thái Nguyễn? Đúng rồi, cái dự án GS thì hiện tại mới bàn giao từ đầu năm nên là cái công viên đang trong quá trình chỉnh chu, nhưng mà mọi người nhìn thấy là cũng rất là đẹp. Chính xác. Nói đến dây ghét Nhà Bè là một cái dự án khá lớn tại Nhà Bè, và đồng thời là tại nơi đây là hình thành một cái khu dân cư 350 hectare phải không, dây GS Metro City phải không? Thì nói về liên kết thiết kế cảnh quan thì GS là số 1 rồi. Thấy vào đây nó giống như một cái resort 5 sao chứ không phải là một cái dự án nữa Thái Nguyễn ạ. Đúng rồi, chung đây cái mật độ cây xanh của nó chiếm tận 70% khi tổng thể dự án, nên là gần như là một cái lá phổi xanh của cái dự án rồi. Mọi đúng người rồi, thấy là công viên nó buổi chiều nắng đẹp rất là mát, không khí ở đây rất là trong lành luôn. Đúng rồi, thì Phước Sửu hỏi sơ qua một Thái Nguyễn một tí xíu nha. Thái Nguyễn ơi, với cái dự án này thì có những tiện ích nào cho cư dân để mà sinh sống mà chọn một nơi để ở an cư lạc nghiệp tại cái dự án dây gai này? Cái những cái tiện ích nào mà Thái Nguyễn có thể liệt kê lại cho khách hàng biết được về dự án dây gai này? Hiện tại thì ở ngay dự án dây gai GS Nhà Bè mình thì giai đoạn 1 nó chỉ có 18 hectare, nhưng mà có hơn 300 căn nhà thôi, mà có tận 3 clubhouse thì có hồ bơi, có phòng gym, BBQ, rồi là phòng sinh hoạt giải trí, thì đấy là một cái điểm cộng của dự án. Ngoài ra thì anh nhìn thấy là một cái dãy công viên bờ sông ngay cái con rạch Cống Vinh này rất là đẹp. Đúng rồi, con rạch nó rộng phong. Và chủ đầu tư đang nạo vét cái con rạch này, làm cho con rạch này rộng hơn. Sau này có thể là một cái bến gọi là du thuyền mini hay là cái bến cano đó Thái Nguyễn, thì mình có thể đi dọc theo bờ sông Sài Gòn để mình đi dọc ra để đi du lịch ra sông Sài Gòn và đi ra tiến về Biển Đông phải không? Đúng rồi, đấy, khá đẹp luôn. Là cái thường những dự án mà sát sông này thì rất nhiều khách hàng rất là thích. Đúng rồi. Vì đôi khi tâm linh phong thủy là có nước là có tiền. Rất nhiều khách hàng của Thái đã mua những căn biệt thự sát bờ sông với cái mức giá cao hơn những cái căn nhà ở bên trong rất là nhiều. Đúng rồi. Thì đúng rồi Thái Nguyễn ạ. Nói đến dây gai Nhà Bè là nói đến một thiết kế rất là hấp dẫn, là đơn vị thiết kế là ông Ảnh Ông. Ông Ảnh Ông thì thiết kế khá nhiều dự án, trong đó có dây gai Nhà Bè mình. Thì có đến 5-6 công viên trong một cụm đô thị khoảng hơn 18 hectare phải không Thái Nguyễn? Đúng rồi. Thì trong đó có 4 cái công viên, 4 chủ đề chính là xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa hoa sẽ có một loại hoa khác nhau, và thêm một cái chủ đề xuân, hạ, thu, đông. Và đồng thời là Phước Sửu và Thái Nguyễn đang đi dạo một cái công viên gọi là công viên giác quan cả nhà. Nơi đây thì chủ đầu tư thiết kế rất thông minh. Tại những cái công viên này thì có những cái trạm gọi FaceTime. Khi mà có gặp sự cố hoặc làm gì á thì mình có thể là bấm vào mà mình gọi phải thăm cho bên ban quản lý, và đồng thời là mình di chuyển tới đâu thì ánh sáng sẽ gọi là sáng đến đó. Và một cái điều đặc biệt tại dự án này là khi mà khách hàng vào thì có thể mở cửa bằng võng mạc, hoặc là mở cửa cổng bằng biển số xe thẻ tư đấy. Đúng rồi, Thái Nguyễn đã từng gọi là tận hưởng những cái tiện ích tại dự án dây gai Nhà Bè này chưa? Thái cũng may mắn là được cùng khách hàng sử dụng một số tiện ích ở tại đây á, thì khách hàng đánh giá ở đây là cái dịch vụ ban quản lý với cả cái dịch vụ bảo vệ rất là tốt, nói chung là đáng để sống, đáng để trải nghiệm á mọi người. Đúng rồi, nơi mà hội tụ khá nhiều yếu tố, nhưng mà điều đặc biệt là cái sự quản lý chặt chẽ hay không, và cái nơi được gọi là để dung hòa tất cả các mối quan hệ những cái cư dân trong này, thì đơn vị nào đang quản lý cái dự án này vậy Thái Nguyễn nhỉ? Hiện tại thì là bên GS này thì bên Savo đang trực tiếp quản lý. Khách hàng đánh giá cũng khá là cao về cái chế độ ban quản lý, cũng như là hệ thống bảo vệ rất là an ninh. Khách hàng mà người ngoài mà ra vào đây thì gần như là rất là khó, chỉ có cư dân mình xác nhận bảo lãnh mới ra, nên đảm bảo cho cuộc sống cư dân đây về cái an ninh rất là tốt. Quá là tuyệt vời. Nói đến Savo thì quản lý khá nhiều khu dân cư lớn và một cái đơn vị quản lý khá tốt tại Việt Nam luôn. Nên đó là cư dân ở đây và tất cả những người quan tâm GS thì yên tâm về cái gọi là bảo mật 24/24 tại GS Nhà Bè. Đúng rồi, vấn đề an ninh đấy. Đúng rồi, tại GS Nhà Bè thì mật độ xây dựng nơi đây rơi vào tầm khoảng chỉ từ 25% so với tổng diện tích đất, và tổng quy mô là lên đến là 350 hectare. Thì theo Thái Nguyễn nha, sắp tới thì những cái công trình tiện ích nào mà GS sẽ triển khai tại dây gai này?
Theo Thái được biết và tìm hiểu thì sắp tới thì dự kiến 2025 bên chủ tư GS sẽ bán căn hộ ở bên giai đoạn 1.2 của dự án. Là cái tổng thể bên này thì 64 hecta, thì một số cái đơn vị như trường học Chắc Quýt của Hà Quỳ hay là một số trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện y tế chắc chắn sẽ về. Cuối năm nay thì ngay cổng của dự án thì theo Thái được biết là bên siêu thị GS25 đã ký hợp đồng và triển khai bán một số mặt hàng cơ bản cho cư dân sử dụng hàng ngày. Wow, đúng rồi, những cái tiện ích là coi như sẽ đầy đủ cho quý cư dân ở đây, để quý cư dân là gọi là để ở và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mình luôn, và gọi là về hệ thống giáo dục tuyệt vời cho con trẻ để có môi trường phát triển trí não, không thông minh, không một cái dự án khá đẹp và gọi là mang đến một cái tầm vóc và mang đến một khu đô thị, đại đô thị thông minh luôn, Thái Nguyễn. Đúng rồi. Hiện tại thì nói chung nếu mà trong trường hợp mà từ giờ đến qua năm mà bên chủ tư mà chưa có làm xong những cái tiện ích á, thì cư dân đây có thể di chuyển lên Phú Miêng hoặc là những cái khu vực xung quanh thì sử dụng những tiện ích cũng rất là gần. Từ khoảng cách từ đây lên Phú Miêng chỉ là hơn 3 cây, nên là những cái sử dụng tiện ích ở đấy trước mắt có thể xài những tiện ích mà đẳng cấp hàng đầu Việt Nam ở trên đấy. Đúng rồi, Phước Sử và Thái Nguyễn điểm qua một vài những tiện ích kế bên GS Nhà Bè nhà mình. Đó là một cái trường quốc tế Victoria với mức học phí khá mềm, từ tầm khoảng hơn 100 triệu đến hơn 200 triệu cho một cái trường quốc tế cấp 1-2-3, nằm trên đối diện với GS nhà mình luôn. Và một cái tiện ích thứ hai là những cái hiện tại đã có một cái bệnh viện hiện hữu lâu năm rồi, đó là bệnh viện huyện Nhà Bè. Cũng khá lớn và rất là chỉnh chu, chăm sóc các trẻ gặp những sự cố gì thì mình di chuyển cũng khá dễ dàng. Và với cái khi mà cầu Phước Long sắp tới sẽ hoàn thành những cái công đoạn sau cùng thì mình di chuyển lên Phú Mỹ Hưng tầm khoảng hơn một cây số thay vì đưa đường Nguyễn Hữu Thọ, phải không Thái? Đúng rồi. Thì sẽ tất cả những cái tiện ích nó nằm ngay đó, và ngay có một cái chợ Phước Long khá lớn để chị quý anh chị có thể là tận hưởng những cái món hải sản hoặc là những cái thực phẩm tươi ngon tại Nhà Bè với một mức giá cực kỳ Nhà Bè luôn. Rồi, để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án Sai Gai Nhà Bè này thì quý chị liên hệ với Phước Sửu hoặc là Thái Nguyễn nha, theo số hotline bên dưới nha. Và đồng thời là đừng quên like, share và comment kênh của Phước Sửu để nhận nhiều video mới về dự án Sai Gai Nhà Bè, và đồng thời cập nhật tất cả những cái dự án trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.